Welcome back to my channel. So we are doing a series that is playing Stardew Valley, a game that you can be a farmer and harvesting everything in the games. You can also interact with the NPC. But today I try a new kind of game. It's co-op online with my friends. So we can play games together and have each other on playing games. Anyway, let's just go back to the game and see what we can have today. Anh đâu rồi? Alo. Alo. Không, bây giờ không nghe thấy đâu. Anh chặt cây làm gì? Muộn rồi đấy, phải đi ngủ rồi. Hôm nay anh chưa kịp cấy cây. Đi vệ... Em đi vệ sinh nhé, em không kịp cấy cây. Đi ngủ thôi. Câu cá, cần câu cá. Ôi câu cá khó lắm ấy. Này em cho anh cái cần câu cá này. Đây đây đây, đây. Ôi hôm nay mưa. Ôi hôm nay không phải tưới cây. Oh my god. Này, em để cần câu trong đấy đấy. Alo. Em đi xây, hôm nay em sẽ đi nhờ nó xây cái bể cá để câu cá ở nhà cho đỡ đứng xa. Xây được cái hồ cá riêng ấy để mình nuôi cá. Hôm nay em đi nhờ nó xây. Mẹ em gà này có thịt bây giờ chứ. Người đọc xem live stream một người đọc tiếng Việt giỏi vãi. Không biết học kiểu gì. Okay, let's come here and have some meal. Let me make this at the house first. And let's go to Rotting House. She's gonna help me looking. The fish punch. Anh bấm, anh trang bị cần câu chưa? Anh giữ chuột vào lúc.
Không thả ra là nó ném đi. Bây giờ thầy có dấu than, có dấu thăng một cái thì là cá cắn câu, là bấm nhanh. Stone in the steel, okay. Chuẩn, nhưng phải khó, khó hơn game tin. Anh câu ở đâu đấy? Biển. Ôi sao anh câu ở ngay nhà? Câu cũng được nhưng mà nó không, nó ra ít ít đồ ngon ấy, ít ít cá ấy. Không có cái biển ở đấy, biển ở ngoài kia kìa. Ra tận biển đấy câu mới được nhiều thứ. Úi dồi ôi, tí thì bị sét đánh. Câu không được cái gì đúng không? Bán mấy con cá hoặc là anh để lại mà làm nấu ăn. Rồi. Thích thì để lại, không thích thì bán thôi, kiếm tiền. Sắp đến mùa đông rồi phải mua, em phải đi mai em đi mua cái giữ ấm cho động vật. Ừ nhỉ. Không, con mèo không ăn nhau, không cần ăn nhau. Chán nhỉ, nuôi được mỗi một con. Như bọn em. Thôi, đi ăn thôi. Em mua thêm cái cửa sổ lắp vào nhà, mua cái tivi. Đây không, em không mua ở chỗ nhà con Robin này. Em mua cái mua cái đèn. Chế cái đèn ở nhà tối quá. Ôi, tivi xịn thế nhỉ? Người giàu mà cứ tiêu tiền thôi. Ôi phải chăm chỉ cuốc đá, em đi cuốc đá đi. Thiếu nhiều đá không? Không, em cần 200 viên đá, ở đây mới có 150. 200 viên sỏi mới xây được cái bể cá ở nhà. Ra cái chỗ bờ biển ấy có cái nhà ông Willy ấy, ông ấy bán mấy cái fish tank ấy, mấy cái bể cá thủy tinh ấy. Bỏ cá vào đấy nuôi cũng được. Em trang trí nhà, quay nốt hôm nay thôi mà để em đốt tiền. Hôm nay để đi làm. Vâng. Thành người công việc thì chết. Ơ, xoay ngang đồ ra kiểu gì ấy nhỉ? Xoay được đồ.
xoay đồ không? Ôi, hồi nhà em chưa kịp làm cái đèn. Quên mất, để em bỏ đồ ăn rồi. Làm cái battle repack kiểu gì ta? Vẫn chưa đào được sắt nhỉ? Chắc không. Sáng hơn chưa? Sáng đèn chưa? Đi ngủ à? Ok. Let's go to the pet. Okay, let's wait.
ngày mai có lễ hội này. Phải mang theo chín món. Ôi, hôm nay thu hoạch được bí ngô này. Câu cá à? Okay, I will leave this at the house and I will just continue to watering all of the plants. Rác đấy thì anh vứt đi, bán không không bán được tiền đâu, nó là rác đấy, nó là trash. Just bothering this and wait until it's okay. Câu cá này khó vẽ. Let's collect all of this.
Okay, today he has no milk. The selling thing. Khó không? I have to collect this. Stones. Anh đi ra cái cầu ấy. Cái cầu nó bắc ra giữa biển ấy. Đấy. Xui thế. Đi. Em đi làm mất mấy cục đá để em xây cái bể cá ở nhà để nuôi với cả bắt cho dễ. Hôm nay câu cá đừng bán nhé. Để mai mình nuôi. They have the meal. Why the? Sắp về chưa? Về đi hôm nay ở làng có tiệc đấy. Anh chưa có một cá. Ôi. Nó khó mà. Mãi em luyện mãi em câu được rất nhiều. Master. Anh có về qua được làng không? À, đâu. Anh về đến đâu rồi? Hôm nay trong làng nó có tiệc. Để em xem nó ở đâu, tiệc ở đâu. Ngày mai về đi, ngày mai có tiệc, ngày mai không làm được gì đâu. À, em làm được 10 câu ấy. Em làm được cái bẫy để bắt cá dễ hơn ấy.
good. Đi ra thôi. Mai đi chơi. Về nhà lấy đồ mai đi chơi. Wait for my friend to go home. Sao ở đây nó lâu lên, nó lâu bắt được cá. Chưa? Chuẩn bị đi ngủ, mai mai đi chơi. Are ready to sleep today? It's getting lit, we should go to bed. Ui, à, mở khóa rồi này. Hôm nay ấy nha, hôm nay ở nhà tới đây nha. Ừ, nhưng mà phải đợi đến 9 giờ cơ thì tưới cây. Tranh thủ tưới cây xong rồi đến 9 giờ thì đi. Trước khi đi anh vào cái hòm ở ngoài anh lấy 9 đồ nữa. Ở đây này. Cái hòm ở bên ngoài ấy. Lấy 9 cái mà ngô nhất các thứ, bí ngô và quả ngô ấy. Em mua vàng không, lấy cái gì cũng được, nói chung là quả bí ngô với cả bắp ngô ấy, đủ 9 cái rồi nữa. Tí nữa mang vào làng nó đổi cái gì ấy. Anh dí chuột giữ một lúc ấy và nó tới được 3 đến 4 hàng một lúc đấy.
Sáng nhưng mà phải tưới xong cái chỗ cây đã rồi đi. Chưa, hàng dưới này đã tưới đâu. Lừa thế. Chưa. Hàng dưới này chưa xong này. Anh dí. Anh dí chuột một tí là dí được là nó tưới mấy hàng. Ok, xong rồi. Đi, let's go. Anh cầm đủ đồ chưa? Cầm 9 cái món đồ ấy chưa? Ok, đi vào đi thị trấn. Phải đi tìm mấy cái ngôi sao, anh đi quanh quanh anh tìm mấy cái ngôi sao ấy để đổi quà. Để nói chuyện bọn nó này. Ôi tự dưng được bấm vào đây được cái hamburger ăn này. Today we have an event. Really no. Anh Trung ơi, chơi game đi. Đấm thử sức mạnh này. Đứng vào cái đỏ này xong rồi đấm này. Đấy. Dí. Dí chuột đi. Bấm chuột vào cái viên đá này. Em không dí được à? Vâng, xong đấm xuống. Đồng mày đo sức mạnh đây. Nhưng không được thì anh phải nói chuyện với con NPC màu vàng vàng này. Thử sức mạnh còn gì nữa à? Game gì đây? Ôi, chết. Mất 50 vàng. Chơi game đi anh, kiếm tiền. À, ném đá. chơi bắn súng cao su anh ạ. Ôi, em được có 4 mốt.
Em được có 41. 90 điểm. 13. Thì hình như là cái đấy đổi được quà hay sao ấy. Chơi cái đấy đổi quà hay sao ấy. Anh đó. 55 selling star token. Tức là bán cái ngôi sao đấy. À, nó bán cái ngôi sao đổi quà ấy. 50 vàng. Không mua. Thừa tiền, mang tiền đi chơi. Câu cái ạ. Ôi, lừa rồi. Bỏ tiền ra để đi câu cá rồi. Chết rồi, bị nó lừa rồi. Đấy, em câu được con cá này. Got a fish. Hai con. Nó lừa. Bị nó lừa rồi. Bỏ tiền ra đi câu cá rồi. Ôi, khó thế nhỉ. Ok, time's up. I just got two fish. Xuống đây, đâu rồi? Anh chơi gì đấy? À, chọn nè. Chọn màu để bet đây anh. Anh phải bet, anh bet bao nhiêu sao thì anh được ngấy. Ôi, em thua rồi. Thua mất 5. Em bet thua 5 sao rồi. Làm gì có 50 sao mà bet. Có mới 43 à. Anh xuống đây đi, hình như có trò. Xuống đây đi. Ngon nhỉ. Xuống đây. Gì? À, thích chơi máu chơi đỏ đen đúng không? Xuống đây. Ui, đọc, nó bảo đọc tương lai. Ui dồi, đọc tương lai, thôi. Quá nghèo. Anh chơi đi. À, anh chơi rồi đấy. Nó đoán gì đấy? Không hiểu à? Không hiểu. Tự dưng tốn 100 vàng không? Thế thì em nó nói giống y rồi. Nó nói em cũng thế. Em đang ở trên đằng này xem mấy con vịt. Ra đây. Đi lên đây. Lên đây.
Đi đổi star xem được cái gì không? Đi đổi qua đấy. Không, 125 là của anh, em được có 43 thôi à. Đi đổi quà luôn. Ôi, em không đổi được cái gì luôn ý. Em ơi, nó đắt lắm ý. Không đủ điểm để đổi gì hết. Trăm này, 500, 800, 1000. Một cái mũ 500 này, cái mũ thám tử 500.000 này. 500 cái ngôi sao này. Ui. Kiếp. Đốt tiền này, giàu ấy. Anh ở chỗ nào rồi? Anh chơi gì đấy? Oh, that, no, that was a lot of money. Let's sell it. Let's have a bet. Maybe we can get it, maybe we not. That was the video, thank you for watching. Bye bye.